vậy mà không chạy từ từ đợi đợi kẹt với. Trời ơi, xin trời ơi, đưa tang người ta mà vui cái gì mấy bé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tay Dòng Ghiền nha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cảnh Càng Tay Dòng Ghiền đưa tang trong mưa các bạn ơi. Hôm nay đưa tang rất là đặc biệt, đường rất là xa, băng qua hai ba cánh đồng rồi mới tới chỗ đưa tang các bạn. Càng Tay đi trên bờ, còn ghe đưa tang thì đi ở dưới sông, chạy rất là nhanh, đội càng phải gượt theo. Với lại cái đường rất là khó đi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình mời tất cả các bạn cùng đón xem video, xem anh em Càng Tay đưa tang trong mưa nó vất vả được khổ như thế nào nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Đâu có lên anh à, có em hỏi xí phải không, xí là đi là tầm mấy gây ra là đúng không rồi, đúng là thứ rồi dạ.
nay vừa thổi vừa quay nên video nó không được đẹp các bạn ơi. Chưa tan trong trời mưa luôn. Rồi đứng đây đây. Lên đây đây. Chết mẹ gọi chút. Lau dầu. Trời ơi. Chết rồi. Quá bùng rồi các bạn ơi. Trong quê này chưa có làm lậu nha. Đất là chủ yếu là đất sáng cạp lên nhiều. Ở đây xe máy đưa tan. Té rồi kìa. Dính ơi. Dính ơi. Trời nãy cái đội càng tay người ta lên trời tàu tao đi tôi đi. Bởi vì giờ đi không thổi được gì nè. Chiếc lên quên này. Đưa quá xa các bạn. Đưa từ lúc mà chưa mưa cho đến khi mưa, bây giờ gần tàn cơn mưa rồi các bạn ơi. Cái mày không chạy từ từ đợi đợi kẹt với. Trời ơi. Xin. Trời ơi, đưa tang người ta mà vui cái gì mấy bé. Quá xịn rồi. Dễ bỏ ra vậy luôn. Ôi trời ơi, xa. Dạ thiệt luôn. Cái này cũng được trời đi đường mưa đó. Thế không chờ đợi càng luôn. Lỗi xình đi nè. Ruộng đồng bao la. Bây giờ nặng thêm 5-7 kg nữa.
con đường đúng đẹp luôn các bạn ơi. Trời mưa nó xình như vậy nè, nhưng mà đợi cái đi trên cỏ nó không bị dính nhiều. Dê nhiều quá, cái dê như lự dê này các bạn, nè. Nè, con dê nè, trời ơi cái dê nhiều quá mấy đứa ơi, thuốc tẩy à, giống như mấy cái viên tròn tròn trong trà sữa mày, ha. Cái viên này trong trà sữa nè ba ơi. Thôi nghỉ giao uống luôn rồi. Ôi. Chút đưa thuốc trong này luôn hả? Rồi. Trời ơi, càng tay nó chạy kìa. Lên xuống đó, mình phải đi qua băng qua thuốc cái nhà mồ này nè. Cái quan trọng là mấy anh này sau mà khiên cái hàng này lên nè, cái đường ngọt hơi bị xa các bạn.
cái giếng. Đi trước đi thằng ơi, mấy anh em bên nhà bia nhà mậu bển á, nhà mậu bển chạy ra thẳng đi, đi đường đó đó, đi thẳng là thẳng, đi trước đi. Đường đó là khó đi các bạn. Ủa hả? Thằng ơi, ở đây đi, ở đây đi, ở đây đóng đọt luôn. Được. Hồng ơi, bỏ đó tiếp Hồng ơi. À. Mưa quá mưa rồi. Dạ. Trời ơi, Tấn ơi, ăn luôn. Ăn làm. Cháo rồi. Ôi trời, áo chuyền hay đi show nó đó cưng. Chết cha. Cái áo này rồi, lụm rồi, dính chữ rồi. Dơ cái tà kìa. Mình hỏi vô nhà màu nó luôn. Mưa lớn quá các bạn ơi. Có chỗ nào cách áo vest được không vậy? Dạ. Cởi áo vest ra đi.